cuộc gặp với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng bà Giorgia Meloni nhận chức Thủ tướng Italia và khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Italia, một thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu EU và G7, và cũng là một trong những đối tác kinh tế phát triển quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Thủ tướng cảm ơn Italia đã hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tranh thủ những cơ hội hợp tác từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 7 tỷ đô la Mỹ trong 2 đến 3 năm tới. Đề nghị Italia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, EVIPA, ủng hộ để EU sớm gỡ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tạo điều kiện để thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường EU và Italia. Thủ tướng Giorgia Meloni hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đề nghị hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có tổ chức thành công đối thoại quốc phòng lần thứ tư tại Italia vào năm 2023. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thăm Việt Nam. Thủ tướng Giorgia Meloni cảm ơn và vui vẻ nhận lời.